tranh thủ lắp để ông công táo tí đúng không ạ? Và hôm nay là ngày 23 tháng chạp, em xin là giới thiệu là một bộ set combo cho các anh tới shop từ thôn Bịch Đông, xã Lam Chính đúng không ạ? Ồ, em tưởng là Lam Chính thì chỉ có hai thôn đấy nhỉ? Bịch Đông, Bịch Tây, An Thường, Hoàng Xá. Vâng vâng. Huyện Nam Sách, Hải Dương. Vậy là hôm qua lắp một bộ ở xã Hợp Tiến anh Hoan nhỉ? Vâng ạ. Hôm nay lắp một bộ ở xã Lam Chính ạ. Các bác của em thân mến, là một set này có tổng trị giá là 42 triệu đồng. Em có giảm 500 ngàn đồng. Đó là tình cảm của em luôn. Và số em từ trước đây là bán hàng rất chuẩn hàng và rất chuẩn giá. Thì cái giảm giá là phải có cho một set combo để lấy may. Nhưng từ trước này em thường giảm cho anh em 200 hoặc 300. Nhưng mà set này em giảm 500 ngàn đồng các bác nhé. Và set này có những gì em mời các bác của anh em sẽ cùng tham khảo ạ. Trước tiên em xin giới thiệu, đó là một con đẩy mới tinh. Bộ ngoài là hàng mới tinh được nhập khẩu chính ngạch đầy đủ COCQ. Chiếc đẩy Ashley B2813 công suất 8x8x1300W các bác nhé. 800x800x1300W lỗ trở 8 ohm. Chiếc quản lý nguồn Ashley AL8, đây là chiếc quản lý nguồn chất lượng nhất của Ashley. Các bác lưu ý chất lượng ở cái gì ạ? Chất lượng ở đây có nghĩa là những cái phích cắm của nó mút rất là chặt. Các bác dùng gia đình thì cũng ít rút ra rút vào, thì khả năng các bác không để ý hoặc các bác không quan tâm. Nhưng nếu anh em làm sự kiện thì rất quan tâm, đúng không ạ? Các bác cắm ra cắm vào nhiều lần thì là những cái ổ cắm nó kém ấy, nó lỏng, nó rất lỏng. Còn những cái ổ này nó rất chặt các bác nhé. 2.3 triệu. Lưng tiếng 2.3 triệu. Vang GD 4.2 triệu. Mic Ashley T6 2.9 triệu các bác nhé. Đó, nhưng mà bộ này thì em tính anh trai tân chỉ có 2.8 triệu thôi. Mic này 2.9 triệu. Hôm qua em cũng bán một bộ đúng như thế này, không khác một cái gì cả. Về Thái Nguyên cho anh Hùng, đúng không ạ? Thì em cũng tính anh Hùng là 2.8 triệu, nhưng bộ mic này là 2.9 triệu các bác nhé. Ok chưa? Đôi loa B3, mã số Zemmangji, bãi xịn đến thương hiệu của Đức, bát 30. Từ 17 coi 7.6, tép từ 12 coi 4.4, giá 11 triệu 500 ngàn đồng một đôi. Đây em báo giá tại cửa hàng cả nhà nhé. Đôi loa TVK, thì đôi loa này nói thật sự các bác là em có 9 đôi. Thì em bán 3.8 triệu, nhưng mà hôm nay tính anh 3.400.000 đồng. Đấy, đôi loa này nhập 3.100.000 đồng rồi. Cả dây dọ là trước là em bán là 3.8 triệu đấy ạ. Nhưng hôm nay ngày Tết thì để cho anh em giá 3.4 triệu. Mới này em chia sẻ là em báo anh là hơn 3 triệu, thì chẳng nhẽ giờ lại bán 3.8 triệu đúng không ạ? Hơn 3 triệu là chỉ có 3.5 triệu quay đầu thôi. Đúng không ạ? Trên video của em là em giới thiệu là lô này về là em bán 3.8 triệu đúng không ạ? Thì giá của nó là từ hôm nay để cho anh em 3.4 triệu nhá. Ok chưa? Một quả súp 3G Audio. Đấy. Giá 5.500.000 đồng. Đấy, thùng gỗ các bác nhá. Ok, em mời các bác của anh em sẽ test âm một chút. Đây là chủ nhân bộ sản phẩm đây. Cảm ơn bác rất nhiều nhá. Đấy, mấy ngày hôm nay anh em ở bên Lam Sách ủng hộ em rất nhiều. Bác Tân có địa chỉ tại thôn Bịch Đông đúng không ạ? Anh Tấn ạ. Vâng. Anh Tấn hay anh Tân ạ? Tấn. Anh Tấn, vâng. Tí sang cứ hỏi anh Tân thì sao chỉ được nhà đúng không ạ? Ok, vâng. Tấn Tạ, vâng. Ok, em sẽ test âm một chút. Hay lắm các bạn. Chốt cái giải mã này của hôm nay em gửi nhá. Anh có nghe không? Ok, em chào các bác cùng cả nhà nhé. Cảm ơn các bác cùng cả nhà rất nhiều. Ngày Tết thì em xin phép là quay ngắn như vậy thôi ạ. Rồi cảm ơn anh Tuấn. Anh Tuấn một lần nữa nhá. Rồi ok ạ. Okay. Cảm ơn ạ. Đây ạ, cả một đôi chân hoa nữa. Đôi chân hoa các bác nhé.
Đấy, chân sơn tĩnh điện rất đẹp các bác nhé. Đấy, ok ạ, cảm ơn cả nhà.